Binzy, Châu Bùi bị lập group anti vì thả thính quá nhiều. Có thể nói Châu Bùi và Binzy là cặp đôi thu hút đông đảo sự chú ý của giới trẻ nhất nhì ở thời điểm hiện tại. Nàng là fashionista có tiếng, chàng là rapper bad boy mà cả ai ai cũng rõ. Động thái của cả hai mà có liên quan đến đối phương, kiểu gì cũng làm cộng đồng mạng xôn xao. Nói về khả năng thả thính trên mạng xã hội, cặp đôi Binzy Châu Bùi mà nhận số 2 thì không ai dám nhận mình là số 1. Dù chẳng công khai chuyện tình, nhưng nhìn những dòng trạng thái từ thính thơm cho đến đậm mùi sến súa của cặp đôi, ai cũng biết họ đã phải lòng nhau từ rất lâu rồi. Ban đầu, những màn thả thính qua lại của cả hai còn được dân mạng hưởng ứng nhiệt tình, nhưng dần dần sau này nó trở nên nhạt dần. Nhìn nhiều thành khó chịu. Thế là một bộ phận netizen quyết định lập hẳn một group anti-fan trên mạng xã hội. Tuy nhiên, đã là cặp đôi nổi tiếng, có người ngưỡng mộ thì tất nhiên cũng sẽ có những người khác cảm thấy không vừa mắt. Liên tục thả thính bằng những dòng trạng thái mùi mẫn, Châu Bùi và Binzy đang khiến nhiều dân mạng bị khó chịu và tạo lập group anti-fan trên mạng xã hội. Với số lượng người lên đến hơn 6.000 thành viên, có tên Hội Anti-Couple Binzy Bad Boy và Châu Bùi Bad Girl. Ở phần miêu tả của nhóm, những người admin, quản lý group viết rằng anti-văn minh chỉ vậy thôi, ghét không cần phải giải trình. Xuất phát điểm ban đầu của nhóm anti-fan này chỉ tập trung vào Binzy. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, nhóm đã đổi tên thành group anti cả cặp Binzy và Châu Bùi. Trong những bài viết được đăng tải trên hội nhóm này, nhiều người bình luận họ anti Binzy Châu Bùi vì thả thính quá nhiều. Đặc biệt là màn kiến ba khoang lộ liễu khiến nhiều người thấy phát chán và ngoảnh mặt từ thích bỗng biến thành ghét trong group. Bên cạnh đó, nhiều netizen trong group anti-fan còn tự đặt ra những thuyết âm mưu về lý do Binzy và Châu Bùi mãi không chịu công khai mà cứ úp mở mở trên Instagram hay Facebook. 6 tháng trước, thông tin Châu Bùi và Binzy hẹn hò đang khiến dân mạng rần rần bàn tán. Ngay lập tức, các động thái của người trong cuộc được dân tình mang ra soi từng chi tiết khiến hai bên không thể nào chạy thoát được. Châu Bùi, tên thật là Bùi Thái Bảo Châu, sinh năm 1997 tại Hà Nội. Châu Bùi còn hay được gọi với cái tên Châu Châu. Xuất thân từ hình ảnh một cô hot girl chụp ảnh lookbook vô danh. Chỉ sau vài năm ngắn ngủi, Châu Bùi đã trở thành fashionista, influencer đình đám của show Big Big. Sở hữu chiều cao khiêm tốn nhưng bù lại, Châu Bùi có khuôn mặt đẹp sắc sảo cùng phong cách thời trang độc đáo. Cô được xếp vào hàng những hot girl vừa xinh đẹp vừa quyến rũ của show Big Big. Hiện tại, Châu Bùi đang là người mẫu ảnh cho khá nhiều nhãn hàng thời trang đình đám ở cả trong và ngoài nước. Trên trang Instagram cá nhân của Châu Bùi sở hữu 1,4 triệu lượt followers. Một con số khá lớn cho thấy sức ảnh hưởng của Châu Bùi đối với công chúng không hề thua kém gì các ngôi sao nổi tiếng. Nhìn vào Instagram của cô, có thể thấy ngay một màu sắc vô cùng riêng biệt mà không thể hòa lẫn với bất cứ ai. Đó cũng chính là điều đã giúp Châu Bùi tạo được ấn tượng với công chúng giữa một rừng các hot girl luôn na ná nhau. Binzy, một phong cách riêng biệt, có lẽ chịu ảnh hưởng nhiều hơn của nơi mà anh sinh sống và lớn lên chính là trên đất Mỹ. Cây nồi của rap, anh đã dành 10 năm sinh sống và hoạt động tại nước ngoài. Anh về Việt Nam và trở thành tên tuổi đáng chú ý của giới underground. Anh là người được gọi với cái tên chàng thi sĩ Xuân Diệu của rap Việt. Với một hình tượng bad boy, ông Hoàng Đào Hoa chuyên thả thính các cô nàng bằng thơ trong rap khó mà cưỡng lại. Thật sự, ca từ trong các bài hát của Binzy khiến cho người ta đắm chìm trong thính, lôi cuốn và hấp dẫn hơn nữa qua chất giọng của chàng ca sĩ này.